Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh EC Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin gửi tới các bạn một nội dung rất ngắn nhưng rất nóng mới diễn ra. Sáng ngày 4 tháng 6, trả lời phỏng vấn của tuổi trẻ online trong một cuộc họp báo trực tuyến, Đại tướng Kenneth S. Wilbeck, tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương xác nhận Việt Nam đã đặt mua một số máy bay huấn luyện T-6 Texan 2 từ Mỹ. Một trong những điểm nổi bật nhất trong hợp tác giữa không quân Mỹ và Việt Nam có lẽ là máy bay T-6, loại máy bay huấn luyện Việt Nam sẽ mua, tướng Wilsbach nói trong cuộc họp báo. Thông tin trên được tướng Wilsbach đưa ra khi được hỏi về triển vọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ trong thời gian tới. Tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương còn cho biết, Việt Nam quan tâm tới máy bay T-6 là nhằm cải thiện chương trình đào tạo phi công chiến đấu Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ chuyển giao và đưa máy bay vào hoạt động, giúp không quân Việt Nam tăng cường năng lực đào tạo phi công, tướng Wilsbach khẳng định. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trên, tướng Wilsbach lại không tiết lộ Việt Nam đã đặt mua bao nhiêu chiếc T-6 Texan 2. Được biết vào đầu năm 2021, tạp chí quân sự Trans cho biết không quân Mỹ đã mở gói thầu cung cấp 3 máy bay huấn luyện cho không quân Việt Nam, bao gồm cả gói huấn luyện đào tạo phi công và cung ứng phụ tùng. Dự kiến việc bàn giao máy bay diễn ra chậm nhất vào giữa năm 2023. Trước đó, vào năm 2018, không quân Việt Nam cũng đã cử hai phi công tham gia khóa đào tạo dài 52 tuần với máy bay T-6 Texan 2 trong chương trình lãnh đạo hàng không ALP của không quân Mỹ. Thượng úy Đặng Đức Toại, trở thành phi công quân sự Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo của ALP vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. Không lâu sau đó, trung úy Doãn Văn Cảnh cũng hoàn tất chương trình huấn luyện này. Như vậy có thể thấy, việc Không quân Việt Nam cử phi công sang Mỹ tham gia chương trình ALP là bước đánh giá quan trọng để quyết định mua các máy bay T-6 Texan 2. T-6 Texan 2 là một trong hai mẫu máy bay huấn luyện cơ bản của Không quân Mỹ chiếc còn lại là T38 Talon. T6 là phương tiện bay mà mọi phi công Mỹ phải biết sử dụng khi muốn tốt nghiệp khóa huấn luyện bay cơ bản dành cho phi công quân sự trước khi chuyển loại lên T38. Máy bay huấn luyện T6 Texan II phục vụ trong hầu hết các đơn vị huấn luyện không quân của quân đội Mỹ với số lượng biên chế vào khoảng vài trăm đơn vị. Mặc dù có thiết kế của một máy bay huấn luyện cánh quạt cơ bản nhưng T-6 vẫn có thể được chuyển đổi thành một máy bay tấn công hạng nhẹ khi cần thiết ở một số biến thể nhất định. Các học viên không quân trên khắp thế giới nhận định T-6 thân thiện với phi công hơn nhiều mẫu máy bay huấn luyện cánh quạt khác và nó cũng được đánh giá là rất thích hợp để đào tạo các phi công tương lai nếu sau khi tốt nghiệp họ sẽ chuyển loại lên các dòng máy bay quân sự do Mỹ hay phương Tây chế tạo. Việc Không quân Việt Nam đặt mua một số máy bay huấn luyện T6 từ Mỹ cho thấy rất có thể trong tương lai chúng ta có thể sẽ được trang bị thêm một số máy bay quân sự của Mỹ và phương Tây. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.